chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam Got Talent ở vòng thi bán kết thứ hai. Và bây giờ là tiết mục cuối cùng. Một tiết mục mà phải nói là hết sức là ấn tượng. Chúng ta đã gặp gỡ cậu bé với giọng hát giàu tình cảm, rất tự tin. Với bài hát ở vòng loại sân khấu đã chinh phục được ban giám khảo như khán giả và đã làm cho một trong những thành viên ban giám khảo phải khóc. Xin giới thiệu quý vị và các bạn thí sinh Vũ Song Vũ. Xin mời Vũ bắt đầu. Lần đầu tiên có một cậu bé hát và làm cho cô khóc. Điều mà đọng lại trong tôi đó là cái tình cảm mà cậu bé gửi gắm qua cái bài hát đó. Lần này thì tiết mục của con sẽ là một bài hát tiếng Việt. Con sẽ tạo ra một cái ấn tượng riêng, chỉ của riêng mình thôi, không phải theo hình ảnh của bất cứ ai khác. Mục đích của mình tham gia cuộc thi này cũng chỉ là để chứng minh tài năng của mình. Con cũng khá tự tin vào tiết mục của mình, và còn 1% là do sự may mắn. Vũ Song Vũ, xin mời ban giám khảo. Khi nghe tin là cháu sẽ chọn một bài hát tiếng Việt để trình bày thì thực sự là chú rất là lo lắng, bởi vì là tiếng Việt và tiếng Anh là những cái ngôn ngữ nó cho chúng ta những cái âm tiết khác nhau, và khi hát nó cũng cho những cái hiệu quả rất là khác nhau trong cái giọng hát.
Và cháu thì là đã quá ấn tượng với cái phần trình diễn của tiếng Anh của cháu rồi. Và hôm nay thực sự là chú thấy cháu rất là dũng cảm khi chọn cái bài hát này. Bởi vì là bài hát lại là một bài hát rất là khó thể hiện, chứ không phải là đơn giản như tất cả những cái bài hát cho cái lứa tuổi của cháu. Nhưng cái mà cháu làm được đấy là cháu vẫn giữ được tất cả những cái gì là thế mạnh của cái giọng hát của cháu. Những cái khoảng vang rồi là âm tiết của cháu vẫn còn nguyên đấy. Và quan trọng nhất là cháu trình diễn cái bài hát này nó mộc mạc và trong sáng. Và đó chính là cái phần mà nó thuyết phục chú nhất. Cảm ơn. Hình ảnh của Vũ ngày hôm nay khác hẳn so với vòng loại sân khấu. Cô nhớ vòng loại sân khấu Vũ có một hình ảnh rất là bảnh bao trong một bộ vest. Thì hôm nay thật là mộc mạc như chính cái giọng hát của cháu hát ra. Đối với cô thì cô thấy cháu có một giọng hát đẹp. Chẳng qua cháu chưa được trau dồi kỹ để biết cách giữ hơi, để biết cách làm sao nối các cái phần hát dài và khó vào với nhau. Thực ra thì cái bài này quá khó. Nhưng đối với cô hôm nay, cái phần thể hiện của cháu vẫn mang là một cảm xúc riêng cho cô. Và cô vẫn luôn ủng hộ cháu. Cảm ơn cô. Giọng hát của cháu rất là truyền cảm, chú rất bất ngờ. Là tại vì đây cái bài hát này nó có những cái luyến lấy theo kiểu dân ca miền Bắc. Và cháu làm được cái điều đó một cách rất là ngọt ngào. Và đặc biệt là cái bộ bà ba cháu mặc nó đã làm cho tiết mục của cháu trở nên hoàn hảo. Và theo chú nghĩ, thật là một sai sót lớn nếu cháu không có mặt trong vòng chung kết. Cảm ơn chú. Có lẽ là bạn Vũ không có điều gì muốn nghe hơn được những lời như thế, phải không ạ? Và tôi nghĩ rằng là sau tiết mục ngày hôm nay thì số lượng tin nhắn sẽ tăng lên. Và cái phần tăng đó là do các bà nội, bà ngoại từ khắp nơi trên đất nước này gửi về nhắn tin cho cháu đó. Không lý do gì mà quý vị chần chờ nữa, chúng ta chuẩn bị nhắn tin cho Vũ Song Vũ với cú pháp như sau: VGT khoảng cách 7 gửi về 8328. Như vậy là tiết mục cuối cùng của chương trình ngày hôm nay cũng đã được trình diễn. Thế bây giờ quý vị có thể thoải mái nhắn tin cho những thí sinh, những tiết mục mà mình yêu thích. Và tổng đài sẽ bắt đầu mở ngay từ bây giờ cho đến 19:30 thứ ba tuần tới. Tất cả mọi tin nhắn trước khi tổng đài mở và sau khi tổng đài đóng lại sẽ không có giá trị. Đôi khi còn bị trừ 3.000 đồng. Như vậy là quý vị có tất cả là 2 ngày để bình chọn cho các thí sinh mà quý vị yêu thích. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng xem lại 7 trích đoạn trong buổi trình diễn ngày hôm nay.